trưng bày của giữa vườn. Những bắt đầu từ cây đỗ quyền đây, từ giờ vườn quay vào này. Đấy, cây cây cần đang ngự trên một cái bãi đá rất đẹp. Cây này ông bác tỉa ra nó lộ ra đẹp lắm, nhìn cái gốc nó kinh khủng. Wow.
Đi. Làm được hai con la hán giống nhau hay thế. Còn trâu nhiều quá. Coi như là hết một vòng khu trưng bày ở giữa.